Đồng năm chúng này sản. Đồng năm chúng này sát miên đối chế phục vụ máu nâng chúng này ngút mũi chúng nồn chia chúng này ở hai rồi bỏ sát tổng về yến tiền sát sóc nâng sát bảy rốt cái chuyện này phải trả ơn thật khăn ông cửa xá gram mình nế lệ kim nâng tri lệ kim tiền này ôi chúng một tháng chia chúng này sát rốt cái chuyện chúng này sát ai chú bảo tệ nếu khăn ông bảy phải trả ơn nâng về máu thông một chiếc nâng chúng cả vì sẽ đốt chìa cúng nơi chuẩn lót đồng nam sáu nâng tám lửa sài là khả năng tụ tấu robot prop hết bút đồng nam trong này sát chạy trên chiều bảy crom sông khán cứ bút khe chết khả năng tối lệ kiếm bút khe chết khả năng thống tri lệ kiếm nâng bút gramine bút khe chết tối thật khả năng ông bố sần này miễn cùng rạch protein của nữ khả năng slug ngày phí đập bram phê rối tới một hệ bram phê rối. Kể đám rốt cái chuyện ní xâm rạp cắt đo chồng này nâng cái là mỏ đầy. Kể đám vế đời crop đo đồng lệ côn rứ bập hệ khá đám đời trùi. Vì thế đám ai rú rứ sáp đám chỉ chú chả lạc. Phú khế chết khả nạ thùng chết bập hết khế chết khả nạ phú mình lẽ khả nạ chỉ đám bình lĩnh nâng ách miễn là dụ quên vì đọc tới đập rạm chân nằm. Phú tri lệ kiếm miền nấu Campuchia dưỡng đối chế ông kia đấy còn thùng thết tri chăm thể rá nâng phục vụ clericid đi ra chỉ đàm. Phục vụ Gramine chế rốt cái chết ông bố máu chả chanh cho bầy cồng phục vụ miễn cùng phụ tiếp phục vụ miễn cùng phụ mà chúng nâng phục vụ miễn cùng phụ phục vụ miễn cùng phụ tiếp kể đám vế để crop miễn được chế dầu mí đi của lá pa spa sốm ạ trà tốm ba lì xíl smau trường cả chứ smau nóng sọc smau trình chiền chứ smau nóng sọc phổ phụ miễn cùng phụ mà chủng kể đám lớn đáy để miễn chi vị chết mà chủng nâng tam đầy khủng đầy túl nơi chúng lóc về sái đây chúng cả nâng ai đám nửa cróng cũng chơ hụt lại kê đám với đầy cọp rồi mùa phó chạp quý xàm sập tháng ấy từ sai sập rằm tháng ngày nâng lớp bệnh tọp đập rằm tháng ngày cầu rồi hết máu tình này rủ miễn được chế môn là tố ma rằng đú gàm bá nâng rù xì phụ phụ mênh cầm phụ phụ chia bập hệ máu đầy miền đám phụ chuyện máu đợt tỷ việc đó tính lập hỏi chán và dân vật đám vế lửa đáy miền chi chết lõ nâng xoay trọc xòm xòp kê đám vế đợi bà gróp nâng lõ bầm phọt ca một bái cồn đám rứ đám đòi đàm nơi bà tế cam phụ chế giớn kê đám xe máu ní miền bay bập hệ cứ phụ máu khinh krah phụ máu đồng ráy nâng phụ máu ghi nề ca chờ rực đồng nắm chùm này sát đồng mày đầm lê cả nạ mũi chùm nuốn đầy dựng trâu chờ rực đồng nắm chùm này sát một đầm dựng trâu chờ rực tam vị thị xác đầm đốc nâng đồng rau ca pra chờ rực tam mà ca sự thiết nâng prop hết đấy để trâu đầm chờ rực tam tùm ruộng để cá đốc lụt lo rồi bót đồng nắm chùm này sát nâng chờ rực tam chùm non chùm nội chặt nâng xả rã pra dội ca cục cuốn chặt trái đồng năm trong này sạch dựng trâu riệp chọn đáy đầm bảy đám đồi chiếp chùa rõ vùng riệp đáy sầm mạt máu trong rải một đám pi từ bảy tháng ấy nâng chồn ruộng chùm ruộng cọp crop mũi chột rám từ pi xong tìm mệt nâng chân lọt chúa bị bấy từ buồn xong tìm mệt cả thua rồi bón cả pế miền xong phải rẽ đồi chía cồn chớ rứ sấy rứ cỏ xong phải rẽ bằng làm xanh xỉn chồng phu bằng cô rồi bón ai vô cùng phu mùi chất bằng phí tốt bị mệt dường tráo trút bị nịch đồng nọc crop bằng tốt bị đàm bán rìa phế bằng phí tốt đọc thằng ngày chỉ thoa mà đá smau chồng rải đọc nông đồng nạc cá đàm đọc đồng bồn vì đọc tốt một hệ thằng ngày bằng tốt bị đàm smau dường tráo sầm hạt smau chồng rải khăn ông chúa nâng phù ruộng
lớp tỉ muối vẫn tốt vì đảm bán rẻ với đọc tới một phần tháng ngày. Thuở lớp tỉ phí bởi máu trong rãi tràn. Cảm đó trò lọc một bình nấu chi vị chết đầy. Đồng năm trong này sạch ban tiền dụng chi vị chết đầy tam rẻ dạ sạch. Thuở ỏi đấy xót chi chết. Dường trấu đó bằng cục nơi chi là mùa sát, chi thòm chết, nâng, chi kỳ mì bởi sân chi chạm bạch. Công phút này cả cạnh. Rập hết đồng nằm xe xế dựng trào cát và tám công phút rồi bỏ về đối chế của quốc. Lê kiếm tiếp tiếp công phút cát miền chạp bí bám từ đọc xong thì mệt. Của quốc lê kiếm đa mà chùm công phút để dựng trào cát trong mến công phút quý mập hấy và xàm sập xong thì mệt. Rồi hốt đốt công phút, xe máu đàm công phút để trào cát mến công phút chạp bí mập hấy tới xàm sập xong thì mệt. Đồng năm trong này sát, trao sỏi tực, mũi tục bị đón nông mịch hẻ. Nơi rồi đầu bắn ô bình lại dũ, cùi dốt, đám đồng năm trong này sát một xám nơi chất bộ phục tức, tực xa, nâng ổn đốn trên đàm. Ca trở rớt tùy tàng, dốt đầy túl mình lịch tức. Mên bình lửa tháng ngay cục rón, đấy mình vẹp bón nâng cá, đám đồng năm mà giúp cả khẩy. Chia đấy, đây mình chả nẹ đám. Hãy miễn là tập hiệp cực rõn của nông ca cực rồn. Chia cần lại vì nền thả lõ của nông ca sọc sai bằng to sự cả một hiệp điệp cho mình tổ. Ca điệp chóng sự cả một hiệp thơ rộng bóng cả phía muôn phê đàm. Điệp chóng đếp chùa rõ bằng bài đáy đã bằng thành chi thòm chiệt. Bài trái chùa tam tổng hùng tầy đáy nâng tam rộng hệt này bút đồng năm trong này sạch. Đám tám lê khẳng nặng trái kết tế đầm đốt đồng năm trong này sạch. Ca rịp chóm sẽ cam một hiếp bằng tàu. Trâu cùng nọt bê về lý ở chú bạc lọc nông cá trút bị nịch cả nghĩa để chế lết tì mùi. Nếu bằng bị thang ấy, bằng tóc bị đầm, mơ đồng nọc nâng smau trong rầy. Lết tì phí, nấu bằng tóc bị đầm, tòa mát smau trong rầy. Nâng lết tì bấy, nấu xám sập thang ngày bằng tóc bị đầm, mớ ca rụt lọ nâng ca bởi mục hòn. Lớt tỷ 4, người chóng rồi đâu vừa xa. Tiếm thải tóm đồng năm chùm này sát nâu rồi đầu prang. Lớt tỷ 5, nâu vẹt cần đa rồi đầu prang. Thải tóm đồng năm chùm này sát nâu rồi đầu cơ đào. Nâng lực tí bởi mùi người chóng rồi đầu prang. Vì nứt rõ sự cá mập hiệp, hồi khát nâng trâu cai lầm ó nâu rồi đầu vừa xa bằng tọp. Chia tụ tấu cái đám đồng năm chùm này sạch, bàn tràn vị thị, rùm miến, đám đầy crop, khnánh, đám chọp rứ, nâng đám đầy rỡ đám mình đọc. Nước nông tà ràng này bằng hai đồng phí, phục quốc, út đồng năm chùm này sạch, đầy dưỡng ách vừa cả đám đầy crop tol, rứ bằng bài cố rứ đám đầy rỡ đám, đầy miến lệ cả nạc, từ tám, rộp hết. Rực búi chỉ robot đồng năm chùm này sát đi mùi nửa mũi thả táo với sòng sọp đời cả đám đốt đôi rồi biệp ná đời ách phơ ở về đốt lùn lọt bát lọ bàn. Cô nập hiệp crop búi đồng năm chùm này sát trâu tục đạn trầm trấu tam và trái cả tình trâu bị chóp ở chật ló ca việc chó nâng phần lửa ai dụng búi phúc cùng nọt rá rứ xâm bố bùi lọ. Trong phút phút, miễn đồng này crop rứ xâm bọ ra. Trâu đăng ở chú bạc, vì cá đắc đồng này crop. Đồng này crop bụi, chia thông đá crop bụi vì miễn cùng nọt phế chạp đám bà bạc rồi bỏ về. Rứa vì miễn phê về lê đồng này crop. Phục vụ xâm mau đồng này crop thật khăn nóng ông lòng phế bấy tốt bà mùi khai bằng tọc bí bà mù phòl. Của bộ lệ kìm để miễn xâm bọ crop đồng này crop pi bà mùi tớ bà mùi khái bằng tọp pi bà mù phòl crop bút miễn xâm bọ crop crack miễn phê chán chia bộ phụ lệ kìm miễn được chia đi mình thô còn thông thết nâng sky low ca thuật tay đồng nó crop bút đồng năm chùm này sạch vì thế nóng ca thuật tay đồng nó crop mình bị bập hết xong khán cử tì mũi cá thuộc tách tù tàu. Nâng tì phí, ý mình chân tài,
តែទាំងពីរនេះអនុវត្តសកម្មភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នាតែវាមានគោលបំណងខុសៗគ្នាហើយសារៈសំខាន់របស់វារួមគឺចង់ដឹងអំពីភេរយនៃដំណក់ក្របកម្រិតកំណត់ដំណក់ក្របពូជជាទូទៅតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកបច្ចេកទេសគេកំណត់ទៅលើកម្រិតដែលអាចប្រើបាននិងមិនអាចប្រើបានអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទពូជនិងអត្រាដំណក់ក្របរបស់វា ពពុះស្មៅកម្រិតដំណក់ច្រើនជាង20%យើងប្រើប្រាស់វាបានល្អក្របពូជស្ថិតក្នុងដំណេកក្របហើយមានដំណក់តិចជាង20%រក្សាទុកបីទៅ6ខែហើយធ្វើតេស្តបើដោះល្អអាចដាំវាបានដំណក់ក្របតិចជាង20%គុណភាពក្របអនមិនត្រូវប្រើប្រាស់វាឡើយពពុះខេះជាតិក្របមានគុណភាពល្អ កម្រិតដំណក់ច្រើនជាង40%ការដាំមានការលូតលាស់ល្អកម្រិតដំណក់ក្របច្រើនជាង40%តែវាមានសម្បកក្របក្រាស់រឹងត្រូវដាស់ដំណេកក្របដំណក់ក្របតិចជាង40%ពិនិត្យឃើញគុណភាពក្របអនមិនអាចប្រើបានទេបច្ចេកទេសដាំដំណាំចំណីសត្វ ការដាំដំណាំចំណីសត្វគេអាចអនុវត្តតាមវិធីច្រើនយ៉ាងដូចជាដាំដោយគ្រាប់ដាំដោយកូនឬបំបែកដើមដាំដោយប្រើដើមផ្ទាល់ឬដើមបណ្ដុះការប្រើវិធីណាមួយបានត្រូវស្គាល់អំពីកម្រិតលូតលាស់និងទម្រង់ដើមរបស់វាផងដែរការដាំប្រភេទស្មៅនិងលេគីមមានគ្រាប់តូចនិងមធ្យមប្រភេទស្មៅនិងលេគីមដែលមានគ្រាប់តូចនិងមធ្យម រូមៀនហ្គាំបាម៉ារ៉ាឌូបាស៊ីលីគីណេរុស៊ីក្រាស់ប៉ារ៉ាក្រាស់ស្កៃឡូ180និងឌីមីនថូជីដាំក្រុមស្មៅនេះមានបរិមាណគ្រាប់មធ្យមពី100ទៅ2000គ្រាប់ក្នុងមួយក្រាមបើធៀបដំណាំដទៃការដាំឲ្យមានការលូតលាស់ល្អលុះត្រាតែយើងរៀបចំដូចខាងក្រោមនេះ រៀបចំដីមាត់ល្អនិងសម្អាតស្មៅចង្រៃមិនដាំកប់ក្របជំរៅ1.5ទៅ2សង់ទីម៉ែត្រហើយបង្ហាប់ដី ការដាំពពុះត្រីលេគីមដោយប្រើក្របគេអាចដាំពពុះត្រីលេគីមដូចជាកន្ទុំថេតឃ្លីរីស៊ីយ៉ាកាលីនត្រាអង្គាដីសម្រាប់ជាចំណីសត្វតាមពីររបៀបទី1ការដាំដោយមិនចាំបាច់បណ្ដុះគ្រាប់ជាមុនយើងត្រូវជីករណ្ដៅដីមានអង្កត់ផ្ចិត15សង់ទីម៉ែត្រជម្រៅ20សង់ទីម៉ែត្រចន្លោះជួរ3ម៉ែត្រចន្លោះដើម 3 ទៅ 3.6 ម៉ែត្រលាជីលាមកសត្វឬជីកំប៉ុស 20% ដាក់ 2 ទៅ 3 រណ្ដៅបើក្របដាក់ដំណីហើយកប់ក្នុងរណ្ដៅ 2 ទៅ 3 ក្របក្នុងមួយរណ្ដៅជម្រៅកប់ក្រប 2.5 ទៅ 3 សង់ទីម៉ែត្រហើយបង្ហាប់ដីសមល្មមចាចំណាជុំវិញរណ្ដៅកម្ពស់ 30 ទៅ 50 សង់ទីម៉ែត្រក្រោយដាំ 10 ទៅ 15 ថ្ងៃ ត្រូវថែរក្សារហូតដល់វាកម្ពស់ 2 ម៉ែត្របច្ចេកទេសបណ្ដុះកូនត្រីលីគីមការបណ្ដុះដោយដាក់ក្នុងថង់លាយច្របល់ដី 60% កម្ពស់ 15% អង្កាមចាស់ចាស់ឬអាចរណា 15% លាមកកូនស្មួត 10% ច្រកថង់បណ្ដុះរួចដាក់ក្រប 1 ទៅ 2 ក្របដោយកប់ជម្រៅ 2 ទៅ 3 សង់ទីម៉ែត្រ ស្រោចទឹកឲ្យបានសំណើម 100% រៀបចំទុកឲ្យល្អនៅកន្លែងបណ្ដុះថែទាំស្រោចទឹកនិងតាមដានដំណោះជាប្រចាំគេដកកូនមកដាំពេលមានអាយុ 2 ទៅ 3 ខែឬអាចលើសនេះបើឃើញថាកម្ពស់នឹងការលូតលាស់មានលក្ខណៈមិនពេញលេញការបណ្ដុះក្របដោយថ្នាលបណ្ដុះការបណ្ដុះក្របពូជពពុះត្រីលីគីមសម្រាប់យកកូនដាំបន្តជាការល្អចាប់ពីបណ្ដុះរហូតដល់
đỏ dốc từ đàm mên là dịa phế bay từ buồn khai đối ní ca bằng đọc trâu thừa muốn được đau vừa xá bay từ buồn khai từ toàn phê về lìa cả nghe đại dưỡng trâu ăn nụ vọt nồng phê bằng đọc cốn mên được chìa chờ rớ cần lãnh bằng đọc xong sọc mên phần lứ nghề thai rực xá nâng đây mình lịch tực cám chú hào đấy pram tuần đọc thằng ấy mình phê riêng chóm ruộng riêng chóm chết thằng ná mên chùm rầu hà sập xong tìm mệt lê chìa lập bài đấy hà sắp phê rối ách rồi ná rư ông cám đọc phê rối công bó đọc pram phê rối sạch đọc phê rối lê mũ cô cổ bày đọc phê rối chúng mọi sọp ló hai phần này bàn ruộng trọp chúng băng phục phục bà crop bày rối tớ buôn rồi crop nóng mùi mát cà rì rồi biếp đàm côn phục vụ tri lệ kiếm chia chùm này sạch cả đám phục vụ tri lệ kiếm dược sạch thua chia chùm này sạch miên cùng rú đôi khẳng cọp này đám chùm vinh phòng tế chùm cá rứ đám chia chùm cà sau mà xa máu nâng chích lần nào còn chắc đọp tớ đập rạm xong tìm mạch nâng chùm rú phí một khấy từ sàng sập xong tìm mạch đặt chi cầm phó rứ chi là bụi sát nóng bát rừng đáo và hãy mùi phép bay này đầy đại lục rịp trong trần lọt chúa bầy mát trần lọt đám bầy mát đám cầm ổi rứ rồi bỏ về bót hai bằng hạp đầy ở nàng bà đám không biết liền trấu sợi tực bầm bấy tớ đọc thằng ngày cổ cốl đầm bấy rẻ xa xâm nào ca bầm bấy xa máu đầm bấy đầm ca đầm xa máu đôi bầm bấy đám kẻ ăn hồn vọt nếu cả nghĩa mùi chùm luôn được chia xa mát xa máu trong ráy rõ bầm bài ách bầm nát ôi là mùa súng bầm bài xa máu nâng đám nâu rộng đau phiền thất lẽ cực gòn bầm bài con xa máu mới là dù bí hà sắp tổ hốc sọc ngay từ lò bần tóc bì đó bầm bài trâu cả xa lạc bí rửa bài tránh đàm bấy đam ngay xa lùn lò bà đang còn lại chẳng ai trâu rụng về đời phá cổ đáp xàm tức rồi trọ nóng bóng plastic bật chất nâng sợ sợi plát bệnh chết bị chmua phúi thằng ngày khai phía nhau phòng đài đám tốc chân loạt chúa xài sập xong tìm mệt chân loạt cúng một hầy xong tìm mệt đám mình trâu cọc quý ở trâu vị tế tại trâu bằng hạp đấy ở nán lò côn màu để đọ bồng bái trâu bị chóp ở lõ nâng mình trâu ở khu rời dạ về trăm ngày lời cả đám phục vụ tri lệ kiếm nâng smau đời đàm phục vụ smau này về cả đám phục vụ giảm sắp từ 30 cm thơ dần ná ở về chóp bầy thằng nàng rịp chóm đấy nâng thơ rừng nào ở miên ông cọt chất mũi chụt 30 cm chùm rấu 20 cm chân lọt chúa chật sập xong tìm mát nâng chân lọt cúng sàn sập xong tìm mát lấy chi cầm phọc rứ chi là mũi sàn mũi phía bấy này bà rèm mạng đáy khăn nông rừng đào đạn đàm xa máu để cạt đế khăn nông tùm rệt múng buồn rôi hà sập lục đáy nâng bằng hạp đầy vình ca cọp trâu tục thẳng náng mũi tục bị chánh cao đầm bầy chia chùm nốt đùm nọc rồi tức nâng bằng to rồi xóp rồi hốt đốc bình luộc bớt mình liền bà phliên cực rõn xa máu ách bà mù phò quý sai sập rằm tòa hốc sập ngày vì xe phía bạch cung thúng nâng miền côn vì đập rằm tông một hình đàm vì miền côn nập hiệp của đáo miền rút chiếc bà em xa nó mỏi sạch cho chặt xì bộ phút tri lệ kìm chiếc thông mặt đá đồng nam chùm này sắp rập hệt ní muốn về đàm kỳ trán đồng nào cạp xám đàm vết cho một sành đấm bấy ở vía đốc phần luộc này vì đọc tớ được rằm xong tìm mệt tớ kỳ dụ vết từ đám hơi đồng nào ca đồng đột nút lót bằng ló rồi việc ăn hồn vọt dừng trấu chờ rừng mấy để miếng này dụng và mũi tớ và buồn khái để miếng này lò cạch mấy chỉ còn con và vãi một hấy tớ một hấy rằm xong tìm mệt xám nóng xóng mình đọc xác đọc rằm tớ một hấy thằng ngày riệp chóm rừng đảo mấy chùm rũ đập rằm xong tìm mệt hơi chờ bỏ lại đáy chìm mũi liều mũi cố rứ chi cầm bó đã khăn nông rừng đảo đã côn đồng nám chùm này sát chố để cạch giúp thong plastic tránh hơi đảo về chố nông chiếc tùm rung chùa tròn
bằng hạt đấy, ôi hạt là mùa, rồi tức, ôi chốt lõ rồi dạng phế buôn tập trạm tháng ấy bằng tốt bị đầm. Chỉ cá lõ giúp chồng bán, rưu xùm rám chặt chặt, cổ cô rồi bỏ vế đầm bay rệt xa xùm nam lõ. Chân lọ chú, pi tự bay mát, chân lọ đám, pi, tự pi chốt bà mát. Các cục cung nâng ca thay rửa xá đồng năm trong này sạch. Các cục cung cô bổng non sống khánh đại dương chẳng mạch trao tài miễn các cục cung đồng năm trong này sạch được cứ cầm nót ở bàn ca lụt lọt nâng phần lất tập hiệp đồng năm trong này sạch. Cục cung ở bán tam đồng đầu cá đồng bấy thần niên nấu đồng năm trong này sạch cục cung bà bà hỏi ọt lất tập hiệp nấu à hà rút vật hòm sạch sạc xá ông phí tùm nẹ tùm nồ rồi viên đồng năm trong này sạch từ nâng bà rịt thàn nông đồng món đồng đồng. Cả nghe sầm khánh nông ca cục cốm mới được chìa tam rồi dịa cả cách đồng năm trong này sát tam rồi dịa cả vật đó trò lọc với người chi vị chết đấy đó trong cá đồng năm trong này sát tam rồi dịa cá thay tóm trong cá đồng năm trong này sát ca cục cốm tam rồi dịa cả cách đồng năm trong này sát để bỏng ốn ách mừng được nông tà răng nịch bàn. Để giữ này dưới ông phí, bập hết đồng năm trong này sát, ai giúp bà mù phó đồng bốn, công phúc, để giữ trâu cát thiếp lần tầy đáy, ai giúp cát bằng tóp, bị cát, lớt tìm mùi. Nâng cá bà mù phó nửa khăn nông, rồi đâu vừa xa, ta giữ ai bà mù phó bán trong nguồn phần mạng đón nửa khăn nông mỗi lần đầu. Chia tụ tố của bộ xe máu, nâng lê kìm khăn nào tối trâu cát nửa chóng rồi đâu vừa xa. Rồi đầu prắng, trâu cắt máu thòi cho chiên rồi đâu vừa xa. Trong bút của tri lệ kiếm, trâu cắt, nâng cầm bật một. Lớt tập hóa, ách bài bù là xài lớn sản hợp hiếp tí cần lấy nâng ca thay tổng. Trang nít bằng hai nâng phí, bằng rai bằng rùa ba đềm án nâng tốt hợp hiếp đồng năm trong này sẵn. Chỉ thô mà đá riêng rồi chẳng làm vì xe chung cà xe máu tay tại bạch bóng xa rạc thiệt khẳng nếch được chí ánh về cà được ní bài dưỡng vùng biển các cục ruộng chi vị chết đấy rồi bán trầm trâu tiền nút chung cá đồng năm chung này sạch nâng miễn cá ổn thói chừng bà rạc màn nâng quân lập hiệp. Ba nhà hà đã chú bà tiết vì cà khóa chi vị chết đấy nửa khổ nóng chẳng năm tỷ phí nâng tỷ bày bằng tóc vì đám nụ nguyên đổi chí công rất lụt lọt đồng năm trong này sàn dứt bằng việc thiếp nâng chẳng năm đồng bộ đàm xe màu thống rứng xe lạc tốt thòi cho công cuộc xe lạc hệ tráng phải của quý bày tòn tôi lường sáng đây bằng hàng cho bà nâu rồi đầu prang sàn hợp hiệp đấy rừng hấp nâng miền của quý sở lệt khóc thò mà đàn bà ca đầy lõ đồng bày cài prái đầy nút dừng trâu prá chi công bó chi lùng mũi sát chi thông một chiếc rõ chân nằm bỏ cá bạch bòng chi vị chiếc đầy của phê ca thẻ tóm đồng năm chùm này sạch dừng trâu chùm rẻ xe mau chồng rầy về huế miên ảy dụ được làm thằng ngày đã chi kỳ mí rứ chi kỳ mì nóng cùng rạc tiếp bồng phọt nửa thằng ngày đây chùm rẻ chớn đầm mấy stu phót vị xe mau chồng rầy trâu sỏi tức bỏ cả sự thiết răng xe một khẳng cả biết của mọi miếng cao bụng lái bị cật ta trong rãi xanh xanh tiền đo một quấy nấu chi vị triệt đầy trong nơi sầm khăn sầm khăn cua tròn tràm dân trâu bà cọp bút trâu nừng ai giúp cá cũng nốt được bảo vệ thừa cá đa đồng này trong bút cọp bút để thằng máy nấn miếng sầm bọt cả cọp bút để sầu hái trâu sầm đào vía đói lùm họ tròn muốn bà cọp bút trâu thủy tẹt xa là bón đồng nóc chùm mùn sân. Đồng năm chùm này sát, trâu có đỏ sát, tam cầm nọt này cà cạt. Trâu đá, chi đo trong cá, đồng năm chùm này sát. Trong rồi đâu vừa xà, chào mách, trâu cạt máu, chỉ huyên khỏi khát, nâu rồi đầu bằng. Nâng, rồi bón cà phía đồng năm chùm này sát, chia vị thiết là cá tục cắt, cá bồng lái, đó là ó bồng khọt.